hỏi Phó Giáo sư Cẩm tiếp à. Bởi vì nghe Phó Giáo sư Cẩm chia sẻ như vậy, Ngọc Phương thấy hay quá. Vậy thì không biết là chị em phụ nữ trong quá trình thai kỳ á, mà muốn làm cái xét nghiệm NIPT thì họ cần chuẩn bị gì và sẽ được tư vấn như thế nào ạ? Như hồi nãy tôi đã trình bày đó thì cái thời điểm quan trọng là phải đi cho đúng thời điểm để phát hiện sớm. Tại vì nếu mình phát hiện trễ, bây giờ thì trên thực tế lâm sàng thì tôi gặp rất là nhiều thai phụ vì lý do Covid người ta sợ, người ta ở nhà, người ta không đi khám. Thì mình có thể làm là từ tuần thứ 10, tuần thứ 11 rồi tới trễ hơn nữa mình làm cũng được. Nhưng mà nếu mà làm càng trễ thì phát hiện sẽ càng trễ. Và khi đó thì mình lại, đó là xét nghiệm sàng lọc rồi còn phải chẩn đoán nữa thì trễ nữa. Mà rủi như đứa bé này mà nó bị dị tật bẩm sinh, mình phải chấm dứt thai kỳ, thì cái thai mà càng lớn mà mình phải chấm dứt thai kỳ thì cái nguy cơ nó càng cao và nó càng khó khăn. Do đó là nên đúng thời điểm, tức là nếu từ trước tới giờ không đi khám thai thì tới 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày vô kinh thì nên đi khám thai. Thứ nhất là được siêu âm, cái thứ hai nữa là để xét nghiệm. Thì khi mà làm đó thì thai phụ cũng biết rằng là cái cũng cần phải được tư vấn. Hồi nãy giống như bác sĩ Thông cũng nói là cũng phải tư vấn cho người ta là có những biện pháp như thế này và người ta sẽ quyết định là lựa chọn. Ví dụ như ngay từ đầu thì siêu âm kết hợp với xét nghiệm máu, kết hợp với tuổi thì ra combine test, hoặc là người ta lựa chọn cái NIPT ngay từ đầu mà không cần phải làm cái bước là combine test, làm luôn cái NIPT. Nhất là ưu tiên cho những cái phụ nữ mà có nguy cơ lớn tuổi, trên 35 tuổi, hoặc là tiền căn gia đình bị dị tật bẩm sinh, hay bản thân người đó đã từng con sinh con dị tật bẩm sinh, thì mình phải tư vấn cho người thai phụ biết để người ta biết cái lợi ích của xét nghiệm này cũng như cái hạn chế của xét nghiệm này. Nó không phải là một cái phép vạn năng, nó chỉ là phát hiện được những cái bất thường mà liên quan tới số lượng nhiễm sắc thể thôi. Thì biết được là coi có, nhất là trong cái dư cái nhiễm sắc thể 21 mà ở ngoài hay gọi là hội chứng Down, rồi dư nhiễm sắc thể 13 là hội chứng Bato, hoặc là dư cái nhiễm sắc thể thứ 18 là tam nhiễm sắc thể 18. Thì cái NIPT nó còn hơn cái combine test ở chỗ là nó biết được là coi có bất thường nhiễm sắc thể hay giới tính hay không. Tại vì nếu mà chỉ có thai gì là XX là nữ, XY là nam thì bây giờ nó là XO, nó không có một cái nhiễm sắc thể X thì nó là hội chứng thuộc nơ. Thì cái đứa bé này ra là mai mốt nó dị tật, nó nhiều vấn đề lắm. Rất là coi như là khuyên là nên chấm dứt thai kỳ. Nó có thể là phát hiện những cái dị tật liên quan tới giới tính, ví dụ như là 3X siêu nữ, hoặc là nói chung là ngoài cái mà xét nghiệm bất thường nhiễm sắc thể ra thì nó còn biết được cái phát hiện bất thường về cái nhiễm sắc thể giới tính. Nhưng cái hạn chế của nó là gì? Là chỉ trên những cái bệnh di truyền có liên quan tới nhiễm sắc thể thôi. Đó, thì cái đó là cái hạn chế, chứ không phải là tất cả những cái dị tật. Đó, thì đó là mình phải tư vấn cho thai phụ về cái lợi ích, cái thời điểm, cái lợi ích cũng như cái hạn chế của cái xét nghiệm. Dạ.